bây giờ xin mời các bạn nghe hồi ký của đại quý pháo binh Trương Duy Hy, đội 30, tức tôi tham chiến trữ thủ căn cứ hỏa lực 30 Hà Lào. Khe Sanh, ngày 16 tháng 3 năm 1971, nhận lệnh lên đường. Đang chỉ huy một pháo đội trừ, pháo đội C thuộc tiểu đoàn 44 pháo binh, đồng trú tại đội 37, ngay sau quận đường Đại Lộc. Pháo đội tôi có nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp cho liên đoàn biệt động quân do Đại tá Hiệp liên đoàn trưởng chỉ huy, quần thảo với cộng quân suốt dọc sông Thu Bồn bên phần đất Duy Xuyên. Tôi được lệnh chuyển nhiệm vụ sang yểm trợ trực tiếp cho trung đoàn 51 bộ binh do Đại tá Thục làm trung đoàn trưởng vào khoảng thượng tuần tháng 1 năm 1971. Trạng ngày 25 tháng 1 năm 1971, Bộ Chỉ huy tiểu đoàn gửi công điện gọi tôi về dự buổi họp quan trọng. 10:30 bước vào phòng họp, tôi thấy hầu hết các sĩ quan tham mưu, các vị pháo đội trưởng chỉ huy, pháo đội trưởng tác xã AB đã tề tụ đông đủ chung quanh chiếc bàn hình oval phủ khăn đỏ. Bắt đầu buổi họp, thiếu tá Nguyễn Văn Tự, tiểu đoàn trưởng, với vẻ mặt tươi tỉnh hơn mọi ngày, trịnh trọng tuyên bố: tiểu đoàn sắp tham dự một cuộc hành quân đại quy mô, điều động toàn bộ tiểu đoàn 44 pháo binh tham chiến. Mục tiêu cuộc hành quân là phá hủy hậu cần địch tại Hà Lào. Sau cuộc họp trở về đội 37, tôi cùng Trung úy Lê Văn Lân, sĩ quan tác xã pháo đội, đặt kế hoạch di chuyển. Tôi không quên đặt ân cho một số quân nhân tốt trong pháo đội được đi phép ít hôm về ăn Tết với gia đình. Số còn lại tiếp tục vui xuân trọn vẹn từ mùng 1 đến cuối ngày 2 Tân Hợi. Chúng tôi đã ngã một bò và hai heo nhân dịp tất niên và mừng xuân mới. Riêng đồng bào, các vị thân hào nhân sĩ, các viên chức xã Lộc Hưng, các sĩ quan Hoa Kỳ mang quà cáp đến chúc thọ chúng tôi. Quý vị hiệu trưởng, nam nữ giáo sư, nam nữ sinh viên trường trung học đệ nhất đệ nhị cấp Đại Lộc, đến tận pháo đội trao cho mỗi pháo thủ một chiếc khăn tay có thêu tên trường, tên lớp thân tặng, để kỷ niệm những ngày pháo đội công tác tại địa phương này. Sáng mồng 3 Tết, nhằm ngày 29 tháng 1 năm 1971, cả pháo đội thức dậy thật sớm, dọn dẹp những gì còn sót, chất đầy trên 4 xe cargo 2 tấn rưỡi, 4 xe 5 tấn, 2 xe Dodge, 3 xe Jeep và 3 móc hậu 1 tấn, đầy nhóc đạn 155 ly. 11:30 chúng tôi di chuyển xuống hướng Phong Thử, trẻ về đồi 55 Đất Sơn đón trung đội 1 rồi cùng về Bộ Chỉ huy tiểu đoàn. Tại tiểu đoàn, tất cả 6 đại bác 155 ly của pháo đội được xếp hàng sắp ngay trong sân cờ đối diện với văn phòng. Hôm sau đúng 17 giờ, chúng tôi tháp tùng Bộ Chỉ huy tiểu đoàn đi đoạn hậu, nối tiếp pháo đội A di chuyển ra Đông Hà. Đoàn xe chúng tôi vượt qua đèo Hải Vân khoảng 21 giờ đêm. Theo chúng tôi có một chi đoàn xe bọc sắt giữ nhiệm vụ hộ tống. Trên lộ trình, tất cả quân xa đều sử dụng đèn pha, vẽ thành những vệt sáng quét ngang dọc sườn núi, chọc thủng màn đêm, tạt ánh sáng xuống các vực thẳm sâu hun hút. Vài trục trặc nhỏ xảy ra do mấy chiếc cargo cũ kỹ khập khà khập khựng trên xiết trường mình trên đường nhựa, làm giảm tốc độ cho cả đoàn xe. Sau khi đổ đèo Hải Vân vài cây số, một cargo 5 tấn của pháo đội A làm lật khẩu đại bác 155 ly ngay giữa đường vì qua khúc quẹo quá ngặt. Tấm lá chắn xẻ mặt đường một đoạn ngắn làm bong cả nhựa đá, bắt buộc tôi phải dừng lại xin toán hộ tống đợi chúng tôi bẫy súng lên để cùng đi, song không được vị toán trưởng chấp thuận. Tôi đành gọi vô tuyến báo cho ban ba tiểu đoàn, lúc bấy giờ cách tôi trên 4 cây số. Lật đật, thiếu tá tiểu đoàn trưởng quay xe lại giải quyết vấn đề hộ tống, đồng thời thiếu tá bá sĩ quan quân xa tiểu đoàn cùng với ban đệ hai cấp cho Ricker tiến lên câu súng trả về vị thế cũ. Khoảng quá khuya, trời bắt đầu mưa lâm râm, dưới ánh đèn pha mặt đường trở nên lắng bóng như có ai thoa mở. Các tài xế dốc hết tâm trí vào tay lái, cố trấn tĩnh cơn mê ngủ đang rình rập tấn công vào đôi mắt. Càng đi, chúng tôi càng vào sâu trong không khí lành lạnh, khác hẳn với khí hậu tại Đà Nẵng. Đến 6 giờ sáng 31 tháng 1 năm 1971, đoàn xe dừng lại cách thị trấn Đông Hà 2 cây số. Tại đây, chúng tôi được tạm trú trên một quãng đồi rộng ở hướng Tây tiểu đoàn 48 pháo binh. Trưa ngày 1 tháng 2 năm 1971, toàn tiểu đoàn di chuyển từ Đông Hà đến Cam Lộ, khi cách Cam Lộ 4 cây số lại được lệnh tạm dừng quân ở bên trái đường trên ngọn đồi thấp,
cùng đồng trú với chúng tôi có một đơn vị thiết giáp thuộc thiết đoàn 17. Trong suốt thời gian từ 1 tháng 2 đến 6 tháng 2 năm 71, sáng và chiều, thiếu tá Tự, đại quý Thông luân phiên đi họp để nhận lệnh mới. Nhờ những buổi họp này, chúng tôi được biết công binh làm đường sửa chữa cầu cống trên quốc lộ 9 nối liền Đông Hà Khe Xanh chưa xong, nên phải dồn quân mà đợi. Lợi dụng thời gian nghỉ xả hơi, pháo đội kiểm kê vật dụng nhận thêm băng cá nhân phát đầy đủ cho mỗi binh sĩ một cái. Đồng thời tôi cho lệnh trung sĩ Nhất Bình mua sắm sẵn thêm chén đũa, ly phát bổ sung cho tất cả binh sĩ mỗi người một bộ, thay thế những chén bể hoặc do anh em làm mất mát trong lúc di chuyển. Hạ sĩ Hỏa Thực vẫn hàng ngày đi chợ Đông Hà mua thức ăn cho pháo đội. Thỉnh thoảng chúng tôi trở về Quảng Trị ngồi cạnh cốc cà phê nóng hổi suy tư một chuyến đi với hy vọng chiến thắng rực rỡ. Ngày 4 tháng 2 năm 1971, tôi và Trung Quý Lân vào Huế mua thêm những vật dụng cần thiết mang theo. Chiều ngày 5 tháng 2 năm 71, Đại Quý Công và Đại Quý Thương tìm đến Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn gặp tôi. Đại Quý Công làm việc tại Bộ Chỉ huy Pháo binh Sư đoàn Dù, còn Thương làm trưởng ban 3 Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù. Mục đích cuộc gặp gỡ này không ngoài việc liên lạc với chúng tôi về nhiệm vụ tăng phái Tiểu đoàn 44 Pháo binh cho Sư đoàn Dù, và pháo đội xe tôi được tăng phái chính thức cho Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù. Đại Quý Thương có tầm vóc mảnh mai thấp, ăn nói hoạt bát hiền hậu, rất xứng đáng với cái tên của Đại Quý đã mang. Thương trẻ hơn tôi nhiều về tuổi tác và cũng trẻ hơn tôi về khóa học tại trường Võ Khoa Thủ Đức. Thương trình bày tất cả những gì pháo đội tôi phải làm trong những ngày sắp tới. Đồng thời Thương giải thích mọi thắc mắc về phương diện tiếp liệu hành chánh mà pháo đội tăng phái thường vấp phải. Thương nói rành rẽ với giọng nhỏ nhẹ dễ mến. Sau khi Thương ra về, tối đến, một cuộc họp cuối cùng tại Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn với mục đích để thiếu tá Tiểu đoàn trưởng chỉ thị những điều cần thiết. Hầu các pháo đội căn cứ vào đó thi hành trong suốt cuộc hành quân. Cũng do cuộc họp này tôi được biết pháo đội chúng tôi tăng phái cho Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù do Trung tá Bùi Văn Châu làm Tiểu đoàn trưởng. Sáng ngày 6 tháng 2 năm 1971, từ 1 giờ sáng, mọi người đều thức dậy, móc súng lắp thành hàng dài, nối đuôi pháo đội A. 6 giờ 30, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi di chuyển rất chậm, trời lại lất phất mưa, đường trơn như láng mỡ. Tài xế vất vả và khó nhọc lắm mới đưa được mấy khẩu đại bác 155 ly qua các dốc các con nguy hiểm. Ngồi trên xe jeep, tôi cứ phập phòng lo sợ lật xe, lật súng, chưa nhân viên súng hấu. Có nhiều đoạn phải sử dụng cần phụ, cài số 1, đi như đưa đám tang, vậy mà xe vẫn chạy theo ý xe chứ không chạy theo chiều lái của tài xế. 16 giờ 30 chúng tôi đến Khe Xanh, kẹt xe, pháo đội của chúng tôi phải đợi mất 1 giờ chờ quân cảnh Dù dẹp đường. Sau đó chúng tôi rẽ vào vị trí trú đóng của Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù, còn pháo đội A, pháo đội B cùng Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn tiếp tục di chuyển đến Lao Bảo cách Khe Xanh chừng 15 cây số. Bắt đầu từ đây, pháo đội xe tôi hoàn toàn tùy thuộc vào sự điều động và sử dụng của Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù. 21 giờ, Trung tá Châu mời tôi sang họp tại Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 3 Dù, cuộc họp do Đại Quý Thương thuyết trình. Trên bản đồ hành quân đã được thiết kế bằng đủ màu sắc, ghi chú đầy đủ các vị trí quân bạn sẽ chiếm đóng. Các trục tiến quân sẽ thực hiện kể từ ngày N8, N9, N10. Tôi rất hoan hỷ và vô cùng phấn khởi khi Đại Quý Thương trình bày về tầm quan trọng của các căn cứ hỏa lực. Những nơi này chắc chắn sẽ được dành mọi phương tiện, mọi ưu tiên của không yểm cùng pháo yểm bảo vệ khi gặp nguy hiểm. Thương nhấn mạnh, Đại Quý đi với chúng tôi là lực lượng Dù, lực lượng thiện chiến có quy củ lắm, Đại Quý yên trí lớn, tất cả đều có chúng tôi lo cho Đại Quý. Thương thao thao bất tuyệt dẫn chứng những sự kiện thật đã xảy ra tại mặt trận Campong Cham về phương diện tiếp vận và không yểm quy mô tối đa bất chấp mọi thời tiết dành cho đoàn quân viễn chinh của ta. Cuối cùng Thương kết luận, chúng tôi sẽ giúp đỡ Đại Quý và pháo đội của Đại Quý tất cả những gì giúp đỡ được. Niềm tin và lòng phấn khởi ấy được tôi mang về công bố cho các sĩ quan thuộc quyền biết, trên nét mặt mọi người đều vui vẻ tin tưởng. Tôi đưa lệnh hành quân cho Thiếu quý Huỳnh Công Thiện kẹp vào bản đồ, giao cho Trung quý Lân thu xếp mọi vật dụng cần thiết để có thể tách đôi pháo đội khi tình hình chiến thuật đòi hỏi.
Thiếu úy Toại kiểm kê đạn dược, thiếu úy Ngân cụ bị đầy đủ vật liệu cho đài tác xã và trung sĩ Nhất Bình, thường vụ pháo đội lo liệu vấn đề lương thực. Tại hậu cứ Khe Xanh, trung sĩ Nhất Đa lo đạn dược, trung sĩ Thế lo tiếp tế, hành chánh và thực phẩm tiếp tế. Trung sĩ Ngô lo quân xa cùng một số các tài xế. Trung sĩ Kế, Hạ sĩ Thiện, Lược, Sở, Xuân, Cẩn, Ngọ, Bảy, Hứa, Mười, Đạt cho Thục ở lại Khe Xanh, giữ nhiệm vụ tu bổ quân xa tạp dịch trong mọi công tác cần thiết để yểm trợ cho pháo đội. Trong lúc chờ lệnh mới, tôi có dịp đi quan sát quanh vùng trong khoảng không quá vài cây số. Trung sĩ Thế cho biết trước đây chính những chỗ này đồng bào sinh sống khá đông. Nguồn lợi chính của họ là cà phê, trà. Hồi còn cậu Cẩn, Khe Xanh là yết hầu của những tay buôn lậu thuốc phiện và vàng từ Lào sang, nên lúc bấy giờ con đường nối dài từ Đông Hà đến Khe Xanh tấp nập người lên xuống. Một vài ngôi vườn hoang có tường, rào vững chắc, bên trong nhà được xây bằng gạch hoặc ác lâu, bị sụp đổ vì bom đạn cày xới. Trải rác trong vườn còn một vài xác xe hơi lũng nát của các tay tài phiệt Pháp, chứng tỏ Khe Xanh quả đã có một thời vàng son. Bây giờ trước mắt tôi khắp đó đây dãy đầy hố bom, có nhiều hố nối tiếp sát nhau chứng tích của những trận oanh tạc khủng khiếp của pháo đài bay B-52. Khoảng 16 giờ chiều ngày 7 tháng 2 năm 1971, buổi họp kế tiếp được tổ chức tại Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 3 Dù với sự tham dự của tất cả pháo đội trưởng Dù và tôi. Trong phần trình bày kế hoạch yểm trợ thương xác nhận pháo đội C-3 Dù do Trung úy Trí làm pháo đội trưởng, nhiệm vụ chúng tôi yểm trợ trực tiếp cho tiểu đoàn 2 Dù của Trung tá Thạch. Tiểu đoàn này bảo vệ vị trí chúng tôi và tăng cường hỏa lực cho pháo đội C trên 3 Dù. Ở điểm này, Trung tá Châu rất tế nhị, ông ta tỏ vẻ khó xử trí. Vì ngày mai đây sau khi chiếm đóng tại cùng một vị trí, tôi có cấp bậc cao và thâm niên. Trong lúc Trí đang là Trung úy, dĩ nhiên về phương diện chỉ huy ở đấy phải là tôi, nhưng pháo đội tôi là một pháo đội tăng phái. Nếu tôi chỉ huy thì e rằng không quen sự phối hợp hỏa lực, còn nếu để Trí chỉ huy thì kẹt tôi. Tôi hiểu ý và thâm tâm tôi thiện nghĩ cứu cánh của cuộc hành quân phải là sát hại tối đa địch, phá hủy tối đa các kho tàng trữ quân trang dụng, bảo vệ hậu tương hiệu quả. Còn vấn đề chỉ huy tưởng cũng không nên đặt nặng làm gì trong lúc này. Nghĩ sao tôi trình bày vậy? Trung tá Châu hài lòng lối xử sự của tôi. Ấy thế là tôi và Trí bắt tay nhau trong niềm cảm thông chân thành khơi lên bởi tình đồng đội khả ái. Trong buổi họp tôi gặp đại úy Nguyễn Văn Đương, pháo đội trưởng pháo đội B-3 Dù. Dạo này Đương béo phệ, chững chạc như một nhà thầu khoáng khác hẳn với thân hình gầy gầy của những năm trước. Đương đi Thủ Đức khóa trước và quen nhau khi Đương còn là một sĩ quan đề lô tại đấy năm 1964. Lúc bấy giờ tôi được biết vì Đương cương trực nên vất vả với nghiệp đề lô năm canh, Đương chơi cờ tướng khá cao, nhưng tôi chưa được hân hạnh đấu cờ với Đương. Sau 7-8 năm xa cách giờ gặp lại Đương, cả hai chúng tôi bỡ ngỡ nhìn nhau, tuy không hề thư từ cho nhau nhưng chúng tôi không quên nhau. Vì mỗi đứa có một nét đặc biệt dễ nhận ra, nhất là những kỷ niệm sau 14 ngày hành quân, đoàn tụ về tại một địa điểm cách xa Conbright 8 cây số ở hướng Tây Nam. Cả hai chúng tôi vất vả xác định điểm đứng giữa rừng le để tìm đường ra lộ lớn về Conbright. Đường rất dạng, đã có lần anh gọi pháo binh 155 ly từ Conbright tác xạ cận phòng cho đại đội của anh và đại đội tôi quy tụ trên đồi le, với khoảng cách không quá 100 thước và hướng bắn qua đầu. Sau đấy bọn tôi đi lạc về hướng nam Conbright hằng 4-5 cây số. Vào phòng họp, Đương ngồi cạnh tôi hàn huyên đủ chuyện. Anh bóp đầu gối trái tôi và hỏi: "Sao dạo này anh còn bị thấp khớp hành hạ nữa không?" "Ây, tôi chạy chữa tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng bệnh vẫn không hết. Có điều bây giờ đã cởi bỏ được nghiệp đầy lâu, không còn lội bộ nữa nên cũng đỡ hơn trước nhiều." Trời phòng họp, tôi siết chặt tay Đương, tiếc trẻ không được đóng chung một vị trí. Chúng tôi hứa sẽ yểm trợ hậu tương tối đa khi cần. Vượt biên giới. Trạng ngày 8 tháng 2 năm 1971, ngày lịch sử của cuộc vượt biên Lào-Việt. 6 giờ sáng, tôi ra lệnh thu xếp hành trang gọn gàng. 6 khẩu đại bác xếp hàng cẩn thận và phân phát mỗi quân nhân 4 ngày lương khô. Giao Trung Quý Lân cùng các sĩ quan trung đội trưởng ở lại các đặc việc móc súng móc hàng. Đúng 8 giờ,
tôi nghe đài phát thanh Sài Gòn lên tiếng về cuộc hành quân Lam Sơn 719 do chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hạ lệnh tấn công sang Hạ Lào, đồng thời Tổng thống Long Trọng xác nhận. Đây là cuộc hành quân có giới hạn trong thời gian lẫn không gian với mục tiêu duy nhất và rõ rệt là phá vỡ hệ thống tiếp liệu và xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt trên phần đất Ai Lao mà chúng đã chiếm đóng và sử dụng từ nhiều năm nay để tấn công vào Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Ngoài ra, Việt Nam Cộng Hòa không có một tham vọng đất đai nào tại Ai Lao và không khi nào xen vào nội bộ chính trị của Vương quốc Ai Lao, vì Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn tôn trọng nền độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của Vương quốc Ai Lao. Một tiếng đồng hồ sau đấy, tôi và bốn nhân viên gồm có Trung sĩ Lương, Hạ sĩ Nhất Bách, Trung sĩ Ngân, Trung sĩ Quá ra phi trường trực thăng cùng với toán tiền thám của pháo đội C của tiểu đoàn 3 pháo binh dù và bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 nhảy dù. Ngồi trên trực thăng nhìn xuống quốc lộ số 9 thu nhỏ dần thành một đường ngoằn ngoèo khuất lấp ẩn hiện kéo dài về hướng Chepon, mất hút ở cuối tầm mắt. Núi rừng trùng điệp không một thông xóm làng mạc, sau 25 phút bay, chúng tôi được thả xuống một ngọn đồi toàn lau lách chứ không có cây cao rậm rạp. Nhìn vào bản đồ đối chiếu địa thế chung quanh và phối hợp với sự quan sát của phi công, chúng tôi xác định được điểm đứng trên tọa độ SD599465 với cao độ 727 thước, cách biên giới Lào Việt cũng như cách quốc lộ chính khoảng hơn 8 cây số đường chim bay. Nơi này được đặt tên là căn cứ hỏa lực 30. Trong lúc vạch cỏ lao quan sát địa thế về mé nam, có một cái hầm ai đã đào sẵn, vết đất từ hầm bước lên trên có vẻ mới khoảng không quá một tháng trở lại. Hầm vuông, mỗi bề 5 tấc, sâu vừa đứng đến ngực. Tôi thầm nghĩ có lẽ là tổ báo động phi cơ của cộng quân đặt tại đây. Lai hoai trên đồi, tôi Trung Quý Trí và Trung Quý Thạch phân chia vị trí. Trí chiếm từ đỉnh đồi thẳng xuống triền phía tây, pháo đội chúng tôi từ đỉnh đồi dọc xuống hướng đông, giữa vị trí chúng tôi và Trí theo mé triền hướng nam, Trung tá Thạch chọn đặt bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 dù. 10:30, Sky Crane lần lượt câu súng lên. Tôi đốc thúc và cố gắng hết mình mong đốc giai đoạn thực hiện khẩn cấp việc giống hướng cho khẩu đại bác 155 ly đầu tiên đặt xuống đồi, nhưng vô hiệu. Lần đầu tiên trong đời binh nghiệp, đây quả là một lần cho tôi kinh nghiệm. Vị trí căn cứ hỏa lực 31 ở Hạ Lào năm 1971, trong chiến dịch Lam Sơn 719 hay chiến dịch đường chính Nam Lào năm 71. Thật vậy, trước lúc di chuyển, tôi ra lệnh nhân viên đài tác xạ phải thiết lập trước xạ bản, cụ bị đầy đủ vật dụng dùng trong việc thuyết trình. Đến nơi đặt giác bàn giống hướng ngay, nghĩa là tôi cẩn thận xếp đặt công việc không để xảy ra một sơ sót mảy may nào cho công tác chiếm đóng vị trí mới, hầu có thể tác xạ khẩn cấp. Ấy vậy mà rồi ra công sắp đặt trước hóa thành công cốc. Máy bay Sky Crane với sức quạt quá mạnh của trong chống, hết chiếc này đổ vật dụng đến chiếc khác đổ đại bác, kèm theo các trực thăng tải quân hạ cánh liên tục chuyển đến đồi toàn bộ tiểu đoàn 2 dù. Đất sỏi tung lên mù mịt, một vài đám lao cháy dở do pháo binh phi cơ oanh kích dọn bãi đáp, nay được Sky Crane quạt cho thôi thì tha hồ bốc thành ngọn lửa cháy lan cả đồi. Phần lo tiếp nhận súng, phần lo chữa lửa, chẳng còn ai rảnh tay để thu xếp vật dụng. Nhờ quân nhân trong pháo đội trực thăng vẫn tiếp theo sau tới khoảng 30 phút nhào đến kịp thời dập tắt lửa, nếu không, không biết làm sao chu toàn công việc. Cho dù lúc bấy giờ không có lửa cháy lan, chúng tôi cũng không thể thực hiện việc giống hướng súng trước sức mạnh của gió do Sky Crane tạo ra. Đất núi tại chỗ đáp mà còn bị gió cào bốc lên, thì làm sao ngồi ở càng súng để nhìn vào máy giống hướng. Tôi lo ngại, riêng Trung Quý Lân vẫn bình tĩnh góp ý rằng, hãy đợi đến lúc tiếp nhận đủ súng rồi à, giống hướng luôn một lần. Mãi đến 13 giờ, 6 đại bác 155 ly của tôi mới an tọa tại vị trí quá hẹp. Tôi phải sắp xếp vất vả lắm mới có chỗ mở càng. Tôi hết sức bực mình ngay từ phút đầu, vì trên nguyên tắc, toán tiền thắng của tôi có nhiệm vụ chọn vị trí thuận lợi cho việc thiết lập vị trí pháo binh, nhưng chúng tôi lại được thả ngay trên một ngọn đồi do thượng cấp định sẵn. Dù muốn dù không, tôi cũng không thể xin đổi dời chỗ khác được. Phương chi, lúc thả toán tiền thắng của tôi lại thả luôn bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 dù. Chỉ một việc lo cắt đặt các đại đội này đã làm cho trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 dù không còn thì giờ hội ý kỹ với chúng tôi về vị trí đại bác nữa.
Trung Quý Trí thích cao địa, nhất là mặt tây dốc rất đứng, địch có đột kích, tôi ăn phận của kẻ tăng phái vậy. Hướng bắn chính thức của pháo đội sẽ theo sự phối trí hỏa lực pháo của tiểu đoàn 3 pháo binh dù và pháo đội C3 dù khi có lời yêu cầu. Song trên thực tế, Trung Quý Trí bằng với tôi, dành cho tôi tác xạ hướng Tây và Nam, còn Trí tác xạ hướng Tây và Bắc. Hướng Bắc là hướng hai căn cứ Ranger North và Ranger South của biệt động quân. Hướng Tây về Chiphon và Nam là hướng A lưới. Sáu khẩu Đại Bắc 155 ly của tôi đặt thành hình cung nửa vòng tròn từ Nam lên Bắc theo thứ tự khẩu 5 do Trung sĩ Ngân khẩu trưởng, khẩu 6 Trung sĩ Đợi, khẩu 1 Trung sĩ Nhân, khẩu 3 Trung sĩ Hóa, khẩu 2 Trung sĩ Thành và khẩu 4 Hạ sĩ Nhất cũ. Riêng khẩu 6 và khẩu 1, hai móng càng chỉ cách nhau 50 phân. Tóm lại, vị trí pháo tại căn cứ hỏa lực 30 thật là bất lợi vì quá chật hẹp. Hàm ngũ của nhân viên khẩu và các hàm đạn khẩu không thể nào làm xa nhau được. Về phần cán bộ, tôi cắt đặt nhiệm vụ rõ ràng cho từng người. Trung Quý Lân phụ tá tôi và kiểm soát tác xạ. Thiếu Quý Ngân đặt trách đầy tác xạ, theo dõi và làm yếu tố tác xạ cho từng mục tiêu, ghi chú điểm đứng tiền sát viên từng phút một. Thiếu Quý Thiện phụ trách về Đại Bác, sĩ quan an ninh tác xạ kim đạn dược. Thiếu Quý Tội đặc trách thu dọn tiếp liệu phẩm của các loại 1 đến 4. Trung sĩ Nhất Bình nuôi ăn và chu toàn nhiệm vụ của một thường vụ pháo đội, tác xạ thiết lập căn cứ hỏa lực 31 và A lưới. Trong lúc vừa làm vị trí, pháo đội lại phải thi hành tác xạ ngay. Ngoài việc yểm trợ cho tiểu đoàn 2 dù đưa hai đại đội tiến chiếm ngọn đồi hướng Đông Nam cách căn cứ hỏa lực 30 khoảng 1.500 thước, chúng tôi còn tác xạ 100 quả đạn nổ vào tọa độ SD-526-470 để dọn sạch cho ban chỉ huy lữ đoàn 3 dù thiết lập căn cứ hỏa lực 31. Bây giờ vào khoảng 19 giờ, đại đội 321 trên đường tiến lên hướng Đông Nam gặp ngay một toán nhỏ Việt Cộng án ngữ, bọn chúng đánh trời trạc rồi bỏ chạy. Trời tối dần, vị đại đội trưởng của đại đội này gọi máy về xin bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 dù cho tạm ngừng nghỉ mệt để sáng hôm sau sẽ tiến lên đồi. Nhưng Trung tá Thạch hạ lệnh phải chiếm cho bằng được đỉnh đồi ngay trong đêm ấy. Thế là cả đại đội hì hà hì hục tiến lên. Bị đột kích bất ngờ, cộng quân trên đồi bỏ chạy. Đại đội 321 lượm được một ít vũ khí không đáng kể. Nhưng khi lục soát hết ngọn đồi mới cảm thấy ê người. Ngay giữa cây cao cành lá rậm rạp, cộng quân đang thiết lập một cái đài quan sát vững chắc, chằng bằng những dây cáp sắt to như ngón tay cái. Địa thế ở đây rất thuận lợi cho việc quan sát cả một vùng rộng lớn, nhất là đỉnh đồi cao hơn căn cứ hỏa lực 30. Với viễn vọng kính tốt, chúng có thể đếm được từng người tại căn cứ hỏa lực 30, quan sát được cả căn cứ hỏa lực 31 và A lưới. Sự kiện này làm cho tôi thán phục Trung tá Thạch về việc ước lượng địch tình nhanh chóng, giàu kinh nghiệm, thể hiện bằng quyết định khẩn cấp tối hậu khi ra lệnh cho đại đội thi hành lúc sẩm tối. Suốt ngày 9 tháng 2 năm 1971, sáu khẩu Đại Bác đều thi hành tác xạ, các tiền sát viên gọi máy xin vắng ơi ới, nhất là tiền sát viên 331-332 của tiểu đoàn 3 dù. Đôi khi mục tiêu chỉ cách vị trí chúng tôi không quá 5-6 cây số. Nhưng các tiền sát viên cứ đòi cho bằng được chúng tôi vắng, tôi phải đích thân vào máy liên lạc và giải thích. Tôi không tiếc đạn, cũng không tiếc công, nhưng với những mục tiêu ấy có tầm bắn gần, xin các bạn hãy xin pháo đội C3 dù 105 ly bắn, vì lẽ đạn của chúng tôi khá nặng, mỗi quả cỡ đến 45 kg, nay phải bắn quá nhiều những mục tiêu gần như thế, thì mai đây khi các bạn đi xa hơn, các pháo thủ thấp mệt làm sao thỏa mãn hoàn toàn cho các bạn được. Tôi yêu cầu các bạn nghĩ cho điều đó và sử dụng khả năng 105 ly. Mặc dù tôi giải thích trên máy PRC-25, hẳn nhiều nơi sẽ nghe, nhưng các sĩ quan tiền sát vẫn khư khư đòi hỏi. Chúng tôi biết các anh vất vả, nhưng tiếng nổ 155 ly cùng sức tàn phá của nó mới làm cho Việt Cộng khiếp sợ. Các anh bắn chính xác 100%, bọn tôi đỡ điều chỉnh, các anh hãy giúp chúng tôi đi. Thật là vinh dự cho pháo đội tôi, tin rằng những lời đối đáp giữa chúng tôi qua máy vô tuyến chắc là không giấu được ai. Khoảng 10 giờ hơn, một toán nhỏ thuộc tiểu đoàn 2 dù lục soát ven căn cứ, tịch thu được một ba lô tài liệu,
báo hiệu cho chúng tôi biết rằng địch đang theo dõi sát chúng tôi, dầu chúng tôi mới đến chưa quá 30 tiếng đồng hồ, hoặc cũng có thể chúng tôi đã đóng vị trí ngay vùng địch đang tập trung. Tôi ra lệnh cho binh sĩ phải cố gắng làm hầm vững chắc khi đổi rảnh và bắt buộc phải mặc áo giáp đội nón sắt suốt cả ngày. Đến 17 giờ, tiền sát viên 331 báo về kết quả yểm trợ của chúng tôi lúc 16 giờ 45. Anh em đã tiến vào mục tiêu ở Tây Bắc, căn cứ 31 lục soát và thu được 12 súng cối 82 ly, 3 mặt nạ chống hơi độc, 2 bản đồ, 5 tên chết tại chỗ. Cả 2 ngày qua nước chưa được tiếp tế, số nước dự trữ ở máy ống nạp buộc theo càn súng giờ đây đã cạn ráo. Một số binh sĩ xuống đồi tìm nước, nhưng nước quá hiếm, vài vũng nhỏ cạn như lòng nón sắt phủ đầy lá bột, múc hết ca nước phải ngồi chờ cho nước rỉ ra. Mùi nước hôi hám khó chịu lại đục ngầu, chỉ trông qua đủ ngán, suối thì quá xa, nếu muốn đến ít ra phải tốn một buổi. Tôi khẩn cấp đánh điện về bộ chỉ huy tiểu đoàn xin ưu tiên tiếp tế nước, riêng lương khô 4 ngày mọi người đã nhận rồi, kèm theo đấy lúc ra đi chúng tôi có mang theo 6 ngày thực phẩm tươi, do đó việc ăn được điều hòa không có gì trở ngại, duy có vấn đề nước uống, phải nói là một vấn đề đã làm cho tôi lo lắng nhất. Với quân số 75 người kể cả tôi, mỗi ngày tiêu thụ tối thiểu một mốc hậu nước, chưa hết còn phải tu bổ đại bác hằng buổi sáng và sau mỗi lần tác xạ, đòi hỏi một lượng nước không phải là ít, làm tôi điên cả đầu. Tối lại tôi đi quanh ven rào xem cách bố phòng của binh sĩ tiểu đoàn 2 dù. Một lần nữa tôi thầm thán phục cách tổ chức chiến đấu vô cùng chu đáo của binh chủng này. Hầu hết các hầm cá nhân, các công sự đều có mái che, dùng cây rừng có đường kính từ 20 phân tay hoặc lớn hơn làm đòn tay, bên trên phủ vài lớp bao đất và đổ đất dày hơn 50 phân. Hỏi ra tôi mới biết, tiểu đoàn 2 dù cũng như bất cứ tiểu đoàn dù nào, họ đều có mang theo máy cưa, ít ra là 2 cái. Riêng cá nhân có người đem theo lưỡi cưa, đến nơi họ dùng cây căng ra, biến chế thành một cái cưa thật tốt để sử dụng hạ cây. Một pháo đội 105 ly đang tác xạ, bên ngoài công sự hàng rào kẽm gai và concertina được trải dày. Mìn Claymore tự động đặt ra bên ngoài concertina và sát nhau. Mình định hướng Claymore điều khiển đặt cách các công sự không quá 20 thước, ngụy trang rất khéo. Với cách bố phòng như thế, tôi chắc mẩm việc cộng có mà mình đồng da sắt, tưởng cũng không thể nào đột kích được. Theo yêu cầu của sĩ quan liên lạc lữ đoàn 3 dù với danh hiệu 330, chúng tôi chia thời gian bắn quấy rối suốt đêm, tạo một vòng đai an ninh an toàn cho hai đại đội 331 và 332 hoạt động bên ngoài căn cứ hỏa lực 31. 6 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 71, tôi thức dậy xét lại việc làm của đài tác xạ. Một vài điều bất như ý đến với tôi. Trong cơn nóng giận tôi đã đánh trung sĩ C một tát tai. Trung sĩ mà tôi yêu thương nhất pháo đội, đã có lần tôi phê điểm, hạ sĩ quan có khả năng ngoại hạng rất tốt. Với tôi dầu có giỏi mấy đi nữa, nhưng thiếu thiện chí làm việc trong lúc cần thiết cấp bách, hoặc làm chưa xong đã nghỉ, để dành giờ sau mới làm tiếp thì tôi không bao giờ tha thứ. Mọi nỗ lực của pháo đội lúc bấy giờ tôi thường nhắc đi nhắc lại là chỉ dành cho tác xạ và tu bổ công sự chiến đấu, cũng như hầm ngũ khẩu đội nhân viên. Tôi chỉ đòi hỏi ở quân nhân thuộc quyền tôi có từng ấy điều. Nếu ai vô tình hoặc hữu ý không thi hành đúng đắn, tôi trừng phạt tức khắc. Với tôi, đời sống tinh thần binh sĩ cũng như vật chất, tôi lo liệu từng ly từng tí. Tôi đã 2 lần thầy trước pháo đội, một lần tại đồi 37 Đại Lộc, một lần tại vị trí chiếm đóng tạm thời gần Cam Lộ, rằng nếu tôi có tham nhũng của lính một tơ hào một hột gạo, tôi sẽ bị chết vì quả đạn pháo kích đầu tiên của địch bắn vào vị trí. Bởi vậy tôi cương quyết không tha thứ cho bất cứ nhân viên nào trong pháo đội làm việc lơ là tắc trách, nhất là đối với vấn đề gia đình binh sĩ. Tôi đã luôn luôn đặt tâm lưu ý giúp đỡ, lúc thì tiền bạc, lúc thì phép tắc, lúc thì bàn ghế. Đó là chưa kể đến tổ chức tại pháo đội mà chén bát, đũa dĩa ly tách của tôi và sĩ quan dùng thế nào thì binh sĩ dùng thế ấy. Tôi tự tin, rất tự tin vào việc làm trong sạch của tôi để đổi lấy hiệu năng đáng kể của binh sĩ trong công tác do pháo đội giao phó. Đôi lúc tôi tự hãnh diện về việc làm của tôi, cho dù một số sĩ quan tiểu đoàn chế giễu tôi là quân tử Tàu.
Chỉ nội cái việc nóng tính của tôi sáng nay mà sau đó tôi hối hận cả buổi, tính tôi lại lắm mâu thuẫn đến thế. Để tránh bực bội, tôi bước ra khỏi đài tác xạ đi quanh các khẩu, nhắc nhủ anh em tu bổ và thực hiện gấp nắp các hầm đạn, hầm nạp ven bìa súng. Nhìn về phía bộ chỉ huy tiểu đoàn hai dù, chiếc xe ủi đất đã cào xong các hầm chỉ huy, hầm thuyết trình và ảnh xá. Tôi đến gặp Trung tá Thạch xin sử dụng xe ủi đất làm ủ súng đào vài cái hầm, đựng nạp và đạn cho pháo đội. Trung tá Thạch thuận cho mượn nhưng phải chờ sau khi công binh làm xong hầm cho pháo đội C3 dù của Trung Quý Trí. Tôi ra về với ý nghĩ con nuôi đành chịu vậy. 14:30, hơn 10 chiếc Chinook tiếp tế cho pháo đội 1.000 quả đạn 155 ly, một móc hậu nước. Cùng lúc một mặt nhân viên phải tác xạ yểm trợ, một mặt lo tiếp đạn vào nước bất và không thể tưởng tượng được. Tại hậu cứ Khe Sanh, thiếu tá tiểu đoàn trưởng vào máy bắt tôi phải thu xếp với bất cứ giá nào để tất cả lưới và móc hậu nước cùng 6 dây câu súng gửi trả lại Khe Sanh trong chuyến tiếp tế cuối cùng trước 17 giờ. Nếu không, Trung tá Phi ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn dù sẽ đề nghị cho tôi ở lại Lào 6 tháng chiến đấu không phép tắc gì ráo. Tôi bực mình hết sức, tôi thầm nghĩ, hóa ra ở bộ chỉ huy hành quân chẳng có ai hiểu nổi khó khăn vất vả của kẻ đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Đối với pháo đội 105 ly dù, nếu họ có tiếp nhận 20 kiện hàng chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ sau, họ có thể dọn sạch bãi đáp. Chứ với pháo đội 155 ly của tôi, mỗi quả đạn nặng không dưới 43 kg, lại được kết quả trên cùng một place niền bằng thép, không có xe breaker bốc hàng thì làm sao có thể dỡ hết với một thời gian ngắn thế được. Tôi ngao ngán nhìn đống đạn, nạp lắc đầu. Thiếu Quý Thiện tội cùng Trung sĩ Nhất Lục được đặt trách về vấn đề này thì hụt đốc thúc anh em công tác. Lại thêm một khó khăn nữa là đạn, nạp, đầu nổ, hỏa tiêu chẳng bao giờ được tương ứng. Phải mất một thời gian kiểm kê mới có được con số chính xác để báo cáo. Ấy vậy mà Chinook chưa kịp thả đạn xuống bãi đáp đã nghe bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 pháo binh dù đóng tại căn cứ hỏa lực 31 và bộ chỉ huy tiểu đoàn gọi tôi đi báo cáo số lượng tiếp nhận ngay. Nhờ nỗ lực tối đa từ 14:30 tới 17 giờ, nhân viên pháo đội lặn ngục trong bụi mù do Chinook quấy lên. Chúng tôi hoàn tất thu góp từng đống lưới, buộc chặt lại để chờ chuyến Chinook cuối cùng câu về. Nhưng phi công trên chuyến Chinook thích làm thì làm, không thích thì thôi. Họ chỉ câu móc hậu nước, còn lưới đạn thì lại lơ đi. Dù lúc bấy giờ Thiếu Quý Thiện giang tay ra thủ hiệu cho chúng móc lên, song không được chúng đáp lại, bù bù quay về hướng đông nam. Trở lại bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 dù than phiền với Trung tá Thạch. Trung tá cũng tỏ ý bất bình vì hậu cứ không có quan sát viên tại chỗ để thông cảm nỗi khó khăn của chúng tôi. Nghe chúng tôi vừa nhận thêm đạn, thôi thì các tìm sát viên xin tác xạ. Đã mệt vì công việc vừa làm, bây giờ lại phải bắn, chẳng rảnh được tí nào. Tôi khích lệ anh em bằng những lời giải thích chân thành và phân phối thêm trái cây lương khô cho anh em ăn khuya. Thật tình tất cả chúng tôi, mọi người như một đều chấp nhận những nỗi gian khổ đó. Tích cực tác xạ trong niềm vui hãnh diện vì những lời khen ngợi của tiền sát viên về hiệu quả chính xác của đại bác đạn pháo binh. Trạng ngày 11 tháng 2 1971, từ 6 giờ chúng tôi đã nhận được điện văn của sĩ quan liên lạc 330 gửi về, trong đó yêu cầu chúng tôi sẵn sàng yếu tố tác xạ TOT vào tọa độ SD510-500 khi có lệnh. TOT viết chắc chữ Time on Target. Tác xạ này được các pháo đội, các trung đội pháo binh tính kỹ về thời đạo, thời nổ, để đưa quả đạn đến nổ tại mục tiêu cùng một lúc. Thiếu Quý Ngân đặt trách yếu tố khẩn cấp bắt tay vào việc cùng Trung sĩ Tuệ, Lương, Chất, Hạ sĩ Nhất, Bách, Vinh. Sở dĩ tôi chỉ thị Thiếu Quý Ngân chuyên trách về các điểm tập trung đã bắn, vì hàng trăm điểm tiên liệu thay đổi hàng buổi rất khó khăn, dễ nhầm lẫn. Đúng 8:30. Pháo đội bắt đầu khai hỏa, hàng loạt đạn bay vào mục tiêu, tiếng nổ trền cả một vùng, bụi đất tung lên quyển theo các cột khói cao lan rộng ra dần. Từ vị trí pháo đội có thể nhìn thấy bằng mắt trần vì khoảng cách không quá 9 cây số. Sau khi bắn hết 50 quả đạn nổ, chúng tôi được lệnh ngưng tác xạ, tức khắc hai đại đội dù cùng với tiền sát viên 331-332 nhào vào mục tiêu lục soát và thu được một số quân dụng đáng kể.
một B-40, một dàn hỏa tiễn 122 ly, 14 súng cối 82 ly, 6 xe Molotova đầy nhóc tiếp liệu phẩm, 30 bao gạo. 10 giờ 30 chúng tôi quay hai khẩu về hướng Đông Nam, yểm trợ cho đại đội 321 của tiểu đoàn 2 dù nhích dần sâu về hướng Nam lục soát. Kết quả thu được hai súng phòng không của cộng quân tại đây. Chiều lại chúng tôi tiếp tục nhận thêm 600 quả đạn nạp vào móc hậu nước, số lưới, dây câu súng gửi trở về Khe Sanh ngay khi tiếp nhận móc hậu nước đầu tiên. Thật nhẹ cả người. Dầu vậy cả 10 lưới đạn còn tại bãi đáp đã đặt chúng tôi trước một vấn đề mới. May là hôm nay Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 2 dù chọn làm bãi đáp trực thăng về hướng Đông, cách vị trí pháo đội tôi khoảng 50-100 thước. Chúng tôi tránh được nạn gió lốc do trong chống của Chinook tạo ra. Bãi đáp có chiều rộng 50 thước đó thật lý tưởng. Chúng tôi không còn bị uy hiếp bởi bụi mù, đất sỏi tràn ngập khắp vị trí nữa. Sau buổi cơm tối, tôi đích thân thở một công điện lịch sử. Tôi dùng chữ lịch sử với sự đồng ý của các sĩ quan hiện diện tại hầm, gửi về Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 44 pháo binh với nội dung: trân trọng kính trình quý Bộ Chỉ huy. Thứ nhất, việc yểm trợ cho các đơn vị bạn thu đạt nhiều kết quả tốt, có nhiều uy tín với các đơn vị dù. Sự chính xác đạt 100%, tiền sát viên dù không cần điều chỉnh tác xạ. Thứ hai, vì kết quả đó nhiều mục tiêu không quá 5 cây số đối với pháo đội tiền sát viên dù không chịu xin 105 ly tác xạ mà đòi pháo đội 155 ly tác xạ cho bằng được. Pháo đội rất vất vả. Thứ ba, pháo đội thành thật cảm ơn thiếu tá tiểu đoàn trưởng và các sĩ quan tham mưu đã cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yếu. Thứ tư, khẩn cấp Bộ Chỉ huy đặc biệt lưu ý cung cấp thường xuyên mỗi ngày một móc hậu nước như đã thực hiện trong mấy ngày qua. Hết. Theo nội dung công điện này, anh em sĩ quan chúng tôi ngồi đấu láo mỗi người một ý. Lần, chắc thiếu tá và các sĩ quan tham mưu không khỏi cười lời dân trong công điện. Thiện. Đúng là công điện lịch sử tự ca mình rồi, cuối cùng chỉ xin có mỗi một đặc ăn nước uống, khôi hài là ở chỗ đó. Ngân, đại bàng có làm thế ở nhà mới biết mình cần nước như thế nào. Tôi cười mím chi, ít nói nên cũng không buồn phát biểu ý kiến. Ngày 12 tháng 2 năm 1971, nhân xe ủi đất thất nghiệp, tôi xin dùng công tác cho pháo đội. Sự thật với một vị trí pháo binh ngay từ lúc chưa đặt súng, nếu đã không dùng xe ủi đất làm ổ súng thì sau khi đặt súng, việc làm ổ súng bị cắn cái khó khăn, nhất là vị trí quá hẹp như vị trí căn cứ hỏa lực 30 này. Lại nữa, thời gian 4 ngày qua vì sinh mạng của pháo thủ, tôi không thể chờ xe ủi đất để thực hiện các hầm ngủ cho anh em, do đó dầu cho bận rộn mệt nhọc mà pháo thủ phải quần quật làm việc suốt ngày đêm, tôi đã bắt thực hiện bằng tay hầu hết các hầm ngủ, hầm đạn, hầm nạp, hầm chỉ huy, đài tác xạ, truyền tin.